mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Mr. Sology tung bảng xếp hạng dự đoán top 20 Miss Intercontinental 2021, tín hiệu đáng mừng cho đại diện Việt Nam. Đại diện Việt Nam, Á Nhi được dự đoán lọt top 20 Miss Intercontinental. Vào rạng sáng ngày 30 tháng 10, 2021, theo giờ Việt Nam, chung kết cuộc thi Miss Intercontinental 2021 sẽ chính thức diễn ra. Cô gái nào sẽ may mắn đội lên đầu chiếc vương miện cho mùa giải mới? Trước giờ G, chuyên trang sắc đẹp Mr. Sology vừa chốt hạ bảng xếp hạng cuối cùng cho những vị trí cao nhất. Theo đó, người đẹp Á Nhi được dự đoán lọt top 20. Trước giờ G, chuyên trang sắc đẹp Mr. Sology vừa chốt hạ bảng xếp hạng cuối cùng cho những vị trí cao nhất. Theo đó, người đẹp Á Nhi được dự đoán lọt top 20, hạng 16 khiến fan Việt vô cùng vui mừng. Qua quá trình theo dõi sát sao, sự thể hiện của các cô gái, Mr. Sology đã khoanh vùng được 3 ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất, lần lượt thuộc về Borani Raju, đại diện Malaysia, Andre Correa, đại diện Portugal và Maria Paula Castillo, đại diện Colombia. Nhìn chung, top 20 được dự đoán đều là những chiến binh sắc đẹp thực thụ và suốt hành trình qua, họ đã thể hiện tốt phong độ của mình. Riêng về người đẹp Á Nhi, mặc dù liên tục gặp trục trặc về vấn đề thất lạc hành lý, nhưng cô vẫn tự tin, lạc quan và có những phương án thay thế cực kỳ khôn khéo. Không chỉ gây ấn tượng với bạn bè quốc tế bởi bộ National Costume bắt mắt, nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng cân đối, mà Á Nhi còn nhận được lời khen khi mang đến hình ảnh người con gái Việt thân thiện và giàu lòng yêu thương. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Miss Intercontinental chính là Á hậu 4 do Lê Âu Ngân Anh xác lập. Không hoàn toàn đặt hết sức nặng về chiếc vương miện đầu tiên sẽ về với Việt Nam, nhưng chúng ta có quyền hy vọng về một kết quả tốt ở Á Nhi. Tân Hoa hậu sẽ lộ diện khoảng ít giờ nữa, hãy cùng ủng hộ các cô gái cũng như tiếp sức để Á Nhi tự tin bản lĩnh trong đêm thi chung kết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.